mời câu hỏi tiếp theo ạ. Tôi là Thanh Thiện đến từ Báo Người Lao Động. Ở đây thì có thầy Quý Tỏi, cái người thầy đã, cũng như ở đây có ba mẹ của Quốc Tân Quốc Kiệm nữa, cũng muốn nghe, báo chí cũng muốn nghe lời phát biểu của anh chị khi nhìn thấy cái sự thành tựu của hai người con của mình, nhất là gia đình có thêm hai cô con dâu rất là duyên dáng và rất là thông minh nữa, hỗ trợ rất là đắc lực cho cái live show này. Xin mời thầy Tỏi và gia đình của Quốc Tân Quốc Kiệm có lời phát biểu đặc biệt của anh về cái thành tựu. Nó có những cái thành tích như ngày hôm nay, và sau đó tôi xin chúc cho hai con thành công tốt đẹp, và xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho hai đứa con. Dạ, thật sự thì Minh Ngọc cũng có điều muốn hỏi ạ. Là xin hỏi hai bác là với một gia đình có cả hai người con trai đều thêm chết như vậy, và như vừa rồi anh Quốc Cơ cũng có chia sẻ là thêm chết này sống rất nguy hiểm. Còn anh Quốc Nghiệp thì lại lo lắng là có một động tác tiếng mà anh ấy không biết là sau cái lai tô này thì còn giữ được mặt mình hay không. Thì không biết là nghe những lời đó mà cả hai con trai mình đều thêm chết như vậy, thì hai bác có thể chia sẻ đôi chút về cái tình cảm cha mẹ trong những lúc như thế này, khi mà bạn vượt qua những lo lắng lên xe hai con trai là cái gì không ạ? Thực ra cái nghề xiếc và cái nghề võ thuật là phải nguy hiểm, cái đó cũng là cái truyền thống của gia đình rồi. Quốc Tử Nghiệp đã trải qua trước tới giờ là 4-5 lần, nhưng mà kỳ này á, là cái tiết mục mới này thực sự là rất là nguy hiểm, bởi vì từ trên cao thống qua hơn gần 2 mét, hai anh chồng động với nhau. Nếu mà có gì bảo hiểm á, mình còn thấy yên tâm, nhưng mà kỳ này là hai em không cần sử dụng bao nhiêu bảo hiểm để vượt qua. Mình là cha mẹ thực sự là cũng rất là lo lắng, nhưng mà cũng tin tưởng vào hai đứa con, nó đã có đầy đủ ý chí, nghị lực để vượt qua. Chia sẻ với lại quý vị là thật sự ra nói thì Quốc Nghiệp nói là sợ mất mạng hay là sợ cái live show đó sẽ không thành công như thế nào đó, nhưng mà chính bà của Quốc Nghiệp và Quốc Cơ mới chính là cái người mà làm cho Quốc Cơ Quốc Nghiệp tin tưởng nhất. Bởi vì mỗi một suất tập, mỗi một ngày tập thì cái người mà giữ dây bảo hiểm thì Quốc Nghiệp chỉ tin một mình bà Quốc Nghiệp. Và lúc nào thì cũng nhớ cái câu nói của bà ấy là thì đó cho anh như vậy. Thực ra thì cái động tác đó Quốc Nghiệp cũng muốn nói lời xin lỗi tới lời với lại ba mẹ cũng như là hai bà bầu của Quốc Cơ Quốc Nghiệp đã làm cho cả nhà rất là lo lắng. Nhưng mà Quốc Cơ Quốc Nghiệp hứa chắc chắn sẽ làm động tác đó cực kỳ thành công và thật chính xác. Cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn các anh chị phóng viên báo đài đã đến tham dự buổi họp báo chuyện ngày hôm nay. Và nếu mà quý vị có còn thắc mắc gì nữa thì xin quý vị hãy liên hệ qua số điện thoại trong thông cáo báo chí. Hy vọng là chúng tôi sẽ sớm nhận được sự hỗ trợ của các anh chị trong công tác tuyên truyền cho chương trình lần này. Hẹn gặp lại các anh chị trong chương trình Kinh tế anh em vào ngày 3 tháng 11 năm 2016 tại Nhà hát Thành phố. Xin trân trọng cảm ơn.